Không quân Mỹ cho biết chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn và đâm vào máy bay MQ-9 Reaper, khiến thiết bị do thám không người lái này rơi xuống Biển Đen. Theo thông báo của Không quân Mỹ, hai máy bay Su-27 đã tham gia vụ việc trên và một trong số này va chạm với máy bay của Mỹ đang làm nhiệm vụ trên không phận quốc tế vào lúc 7 giờ 3 phút, tức là 6 giờ 3 phút theo giờ GMT. Thông báo cho biết thêm rằng, trước khi va chạm, các chiến đấu cơ của Nga đã xả nhiên liệu vào chiếc MQ-9 và thực hiện quy trình bay không an toàn. Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc này và cho biết các máy bay chiến đấu của họ không tiếp xúc với máy bay không người lái của Mỹ.